Các con thắc mắc gì giơ tay đặt câu hỏi nhé, để sư phụ trả lời nhé. Và ai có câu hỏi thắc mắc gì thì giơ tay. Các con đứng lên giới thiệu tên, giới thiệu quê quán của mình và ở nhóm nào để con đặt câu hỏi nhé. Ừ. Con kính chào sư phụ. À. Con tên là Nguyễn Đức Anh. Bạn Đức Anh. Con quê ở Hà Nội. Bạn Đức Anh ở Hà Nội. Con có câu hỏi như nào nào? Con có một thắc mắc là khi mình rửa bát mà thấy có những con kiến nó bâu vào thì làm cách nào để mình đuổi được nó ra nhanh và không bị mắc tội sát sinh ạ? Tới đây các con đi rửa bát, các con sẽ thấy trên bát có thể có những con kiến nó bâu vào bát. Thế giờ làm sao để mà rửa bát mà không mắc tội sát sinh nhé? Thế thì thế này, sư phụ nói khi con cầm bát ra mà con thấy có kiến á, thì các con sẽ dùng miệng con thổi kiến nó đi nhé. Con thổi mạnh, con mang cái bát đi ra cái chỗ mà có cỏ hay là chỗ đất trống ấy, con thổi nó đi để cho kiến nó bay ra nhé. Con hiểu không? Đấy, con thổi nó đi. Hoặc là ví dụ như cái bát ở nhà con ăn cơm mà nó có mỡ, kiến nó bâu vào, thế thì con sẽ làm gì? Con sẽ phải dùng cái thìa hay là cái que, con gạt thật nhẹ nhé, để cho nó ra ngoài, hiểu không? Con làm thật khéo để nó không chết là được nhé. Hoặc cũng có khi thế này này, con dùng nước, con mang ra chỗ đất nào, đất khô ấy, con xối nhẹ, thì con kiến nó tuy là nó có nước đấy, nó không chết đâu, từ cái nước nó sẽ bò được trên mặt đất nhé. Con xối nhẹ bằng nước, xối vào nó không chết đuối đâu. Kiến nó không chết đuối, chỉ khi nào nó lâu nó mới chết đuối thôi. Còn con xối nó xuống dưới đất thì nó sẽ bò, khi đất nó thấm nước đi là nó sẽ bò đi được. Đức Anh nghe chưa? Rồi, cảm ơn con. Rồi, tiếp theo, ai hỏi nữa nào? Vâng ạ, con mời sư phụ là dưới này con nhìn thấy bạn này giơ tay rất là lâu rồi. Xin mời bạn đứng dậy giới thiệu và đặt câu hỏi nào. Dạ, con kính chào sư phụ. Con là Nguyễn Phán Cảnh Huy. Bạn Cảnh Huy. Dạ, con đến từ Nghệ An. Bạn Cảnh Huy đến từ Nghệ An. Dạ, con ở nhóm Cà Héo. Dạ, câu hỏi của con đặt ra cho sư phụ là để làm ra chùa Bá Vàng thì sư phụ đã từ thiết kế xong rồi nói về công nhân làm mà sư phụ. À, bạn Cảnh Huy thắc mắc hỏi sư phụ rằng là cái chùa Bá Vàng này là sư phụ tự thiết kế ra xong rồi bảo công nhân làm, có phải không? Đố các con có đúng như thế không? Đúng rồi đấy, sư phụ thì đưa ý tưởng con ạ, ý tưởng thiết kế, sau đó thì sẽ giao cho các kỹ sư thiết kế và gọi là kiến trúc sư đấy, họ thiết kế, còn sư phụ đưa ý tưởng. Ví dụ như cái giảng đường này, sư phụ đưa ý tưởng là nó hình dung thế này, nó sẽ cột to thế này, tầng cao thế này, diện tích rộng thế này, mấy tầng, hình dáng nó thế nào, là sư phụ đưa ý tưởng ra. Sau đó thì các kỹ sư kiến trúc sẽ thiết kế, xây dựng sẽ thiết kế và đem cho công nhân xây dựng, các con ạ. Rồi, cảm ơn bạn Cảnh Huy. Xin phép sư phụ, con xin giới thiệu, con tên là Đỗ Diệp Anh, con đến từ lớp Cá Heo và hiện tại con đang ở Quảng Ninh. Bạn Nhật Anh ở Quảng Ninh. Quảng Ninh là huyện nào con? Là Cẩm Phả, Quảng Ninh ạ. Con hỏi đi. Dạ thưa sư phụ, là con muốn hỏi là tại sao các sư và các thầy lại xây chùa Ba Vàng và tại sao các sư và thầy lại nghĩ ra được cái đấy và ý nghĩa của đấy là gì ạ? Xây chùa Ba Vàng á hả? Vâng. Ồ, đấy. Thế thì bạn Nhật Anh hỏi tại sao các sư lại xây chùa Ba Vàng. Sư phụ xây chùa Vàng để như thế này đấy con này, để các con có chỗ học này này. Ý con là tại sao thầy với là các sư có thể nghĩ ra tên của là chùa Ba Vàng? À, cái tên chùa Ba Vàng là tên có từ trước con ạ. Không phải là sư phụ đặt tên chùa Ba Vàng, tên này là có từ trước rồi nhé. Và sư phụ xây chùa Ba Vàng để có chỗ cho các con về học này và để cho các cô bác Phật tử về đây học này nhé, học Phật Pháp để mở mang trí tuệ, để rèn luyện đạo đức đấy nha. Rồi, cảm ơn Nhật Anh. Rồi, con ngồi xuống. Rồi, tiếp theo. Rất nhiều cánh tay giơ lên. Trời đất ơi, có lẽ sư phụ phải trả lời một tháng mới hết những cánh tay này mới. Con chào thầy, con tên là Nguyễn Mạnh Cường. À, quê con ở Vĩnh Phúc. Cường ở Vĩnh Phúc, rồi. Con hỏi nào? Con muốn hỏi là vì sao Đức Phật dù làm hoàng tử dỗ giàu nhưng mà vì sao lại bỏ từ ước mơ đấy để đi làm Phật ạ? Bạn Cường, bạn ấy hỏi là Đức Phật tại sao là một hoàng tử rất giàu có
mà lại bỏ cái ước mơ đấy để đi đi làm Phật, để đi tu? Hay quá, câu hỏi rất hay các con ạ. Thế thì ở đây sư phụ nói là vì hoàng tử thấy được cuộc đời này dẫu làm vua cũng vẫn khổ con ạ. Vua cũng vẫn bị khổ, vẫn bị sinh tử, vẫn bị luân hồi. Cho nên ấy, chỉ có đi tu thì mới thoát luân hồi sinh tử, mới hết khổ đau con ạ. Thế cho nên là hoàng tử bỏ cả cung vua để đi tu. Cũng giống như ở Việt Nam mình có đức vua Trần Nhân Tông đấy con. Vua Trần Nhân Tông có đi tu không con? Vua Trần Nhân Tông tu ở đâu hả con? Ai nhớ nào? Vua Trần Nhân Tông đi tu ở đâu? Dạ, con kính chào sư phụ ạ. Con tên là Bảo Diệp ạ. Con ở nhóm Hưu Cao Cổ ạ. Con nghĩ vua Trần Nhân Tông là tu ở núi Yên Tử ạ. Đúng không các bạn? Đúng rồi, cho bạn Bảo Diệp một tràng pháo tay. Đúng rồi, vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng vào núi Yên Tử xuất gia tu hành nha. Đấy, bạn nói rất là đúng đấy, là vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành ở tại núi Yên Tử nha. Rồi tiếp theo câu hỏi nữa nào. Dạ, con kính bạch sư phụ, con muốn hỏi sư phụ một câu ạ. Con tên gì, đến từ đâu? Con tên Đoàn Phương Linh, con từ nhóm Sao Biển và con đến từ Quảng Ninh ạ. Phương dạ. Linh à, Sao Biển, con nhóm Sao Biển, con hỏi đi. Dạ, con muốn hỏi là điều gì khiến sư phụ muốn tu tâm ở ngôi chùa này ạ? Điều gì khiến sư phụ làm sao con? Muốn tu ở ngôi chùa Ba Vàng này ạ. Sư phụ Thái Minh trước khi ra chùa Ba Vàng là sư phụ tu ở chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Miên Tử. Nhưng sau đó nhân dân ở đây, cái chùa Ba Vàng này nó rất là hoang phế, nó không có gì cả. Thì nhân dân ở Uông Bí mới thỉnh sư phụ từ Yên Tử ra đây. Đó, thì sư phụ muốn khôi phục cái chùa Ba Vàng này để thành một cái danh thắng tốt đẹp để cho các con, cho các Phật tử về đây tu học nhé. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn Linh Linh. Tiếp theo. Con kính chào sư phụ ạ. Con tên Nhi, ở nhóm Hiếu Cao Cổ ạ. Đâu, sư phụ. Con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là tại sao sư phụ đi tu mà phải cạo chọc đầu? Câu hỏi số 2 là nhân duyên gì mà mọi người xa lánh mình ạ? Bạn Phương Nhi hả? Bạn Phương Nhi hỏi tại sao sư phụ Thái Minh đi tu lại phải cạo chọc đầu? Câu hỏi rất đặc biệt. Các con thấy sư nào cũng cạo chọc đầu hết đấy nha. Và ở đây có các con, có bạn nào cạo chọc không nhỉ? Hình như cũng có cơ kìa. Đấy, có vài bạn cạo chọc đây này. Đấy, bây giờ không phải các sư mới cạo chọc đâu, cũng nhiều bạn cạo chọc đầu lắm nha. Thế thì ở đây sư phụ giải thích cho bạn Phương Nhi thế này. Vì Đức Phật dạy chư Tăng khi đi tu thì phải cạo tóc, cạo sạch tóc đi nhé. Tại vì cái tóc này, các con biết làm gì không? Cái tóc để làm gì con? Cái tóc để trang điểm. Người ta gọi là hàm răng mái tóc là vóc con người. Con trai cũng dùng tóc để trang điểm, con gái lại càng dùng tóc để trang điểm, đúng không? Tóc con gái là Tết, Tết Sam này, thế rồi là chải bồng này, rồi búi tóc này, rồi nhiều kiểu tóc sóng, tóc xiếc, con trai cũng làm tóc đủ kiểu luôn á, đúng không? Bây giờ nhiều kiểu lắm thì đấy gọi là làm đẹp. Nhưng mà khi đi tu là Phật dạy chư Tăng không được làm đẹp nữa, cho nên phải bỏ tóc đi, cạo hết tóc đi, nghe không? Để không có cái làm đẹp nữa nhé. Các con hiểu không nào? Đấy, tất cả người đệ tử xuất gia tu Phật đều phải cạo tóc hết, không được để tóc để làm đẹp, gọi là không làm đẹp nữa. Đi tu là không làm đẹp nữa, các con hiểu không? Còn các con đang sống ở đời, ở tại gia, các con có thể làm đẹp được nhé, thì để tóc, nhớ không? Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là gì nhỉ con nhá? Con kính sư phụ là nhân duyên gì mà mọi người xa lánh mình ạ? Câu hỏi thứ hai của bạn Phương Nhi là tại sao mọi người xa lánh mình? Cái người nào khi mà sống mà mình hay nói xấu các bạn này, hay chê bai các bạn này, nghe không? Hay khó chịu với các bạn này nhá. Sống ở đâu mà hay nói xấu người, hay chê bai người, hay khó chịu với mọi người thì mọi người sẽ xa lánh mình. Còn nếu mà mình hay yêu quý các bạn, hay giúp đỡ các bạn, mình nói nhẹ nhàng thì mọi người sẽ yêu quý mình. Con hiểu không? Nhá, các con nhớ nhé, muốn được yêu quý là mình phải sống tốt, mình biết yêu thương mọi người, mình khiêm tốn, mình không kiêu căng, không kiêu mạn, không xem thường mọi người.
không sân hận với mọi người thì mình sẽ được mọi người yêu quý và không xa lánh mình. Con nha. Rồi, tiếp theo. Vâng ạ, con bạch sư phụ ạ, là có một bạn sau khi nghe bài giảng của sư phụ thì cũng có thắc mắc về bài giảng ạ. Vâng, bây giờ xin mời bạn sẽ gửi câu hỏi đến sư phụ. Con chào sư phụ. Con tên là Nguyễn Thắng Dũng. Con sinh 2000. Con tên là Dũng hả? Vâng ạ. Quê con ở Hiệp Sơn, Hải Dương ạ. Bạn Dũng ở Hải Dương. Ừ. Sau khi nghe bài giảng của thầy, con đã có thắc mắc rằng là nếu ở trên đời con dân, con nhân quả, con nhân có quả, thì em thấy là tại sao mà có một người bạn của ông em chuyên sát hại chúng sinh như các động vật như trâu, chó, bò, rồi mèo nữa. Vậy tại sao mà em thấy ông ấy lại sống một cuộc sống xa hoa chứ không phải là khổ cực cậu? Bạn Dũng, bạn sau khi nghe bài kinh hôm nay sư phụ giảng, bạn thắc mắc là tại sao bạn của ông con hả? Bạn của ông con này sống là sát sinh, giết trâu, giết bò, giết gà, giết mèo, giết lợn, vân vân. Thế nhưng mà ông lại sống một cuộc sống giàu có, xa hoa. Ở đây á, là vì sao? Sư phụ đang nói cho con hôm nay đúng ra phải giảng gọi là kinh nhân quả ba đời. Nhớ, ông ấy bây giờ giết hại những con sinh vật đấy, những con vật đó, thì quả báo nó sẽ tới với ông ấy, nhưng mà tới sau, con hiểu không? Có thể là trong tương lai vài năm nữa hoặc cuối đời này ông sẽ bị quả báo. Các con nhớ là mình trồng cây ấy, mình mới gieo cái hạt giống, cái nhân xuống thì nó không mọc ra quả ngay được đâu, đúng không? Nó phải có thời gian. Khi các con gieo lúa, gieo hạt thóc xuống thì phải 3 tháng sau, 4 tháng sau mới có bông lúa được, đúng không? Thế thì cũng vậy, ông ấy bây giờ sát sinh con vật nhiều, quả báo nó sẽ có nhưng nó chưa đến, nó chưa chín thôi. Bao giờ quả báo nó đến thì ông sẽ bị quả báo nhé. Và bây giờ quả báo nó chưa đến thì ông vẫn đang hưởng cái phúc của ông ấy, vẫn còn. Ông vẫn còn cái phúc trước đây, ông làm việc phúc từ trước nhé. Ông vẫn được hưởng giàu sang phú quý, nhưng mà khi quả báo nó đến thì ông sẽ bị đau khổ, ông sẽ bị bệnh tật, con ạ. Thứ hai là tình nhân của một người đàn bà mà mình quen. Đại chúng biết rồi, người đàn bà mà mình quen, người phụ nữ mình quen, biết thân thiết ấy, tình nhân của người ta thì nhiều khi đối với mình trở thành tình địch, đúng không? Họ đâu có biết đâu. Đối với mình, họ nghĩ mình là dạng tình địch. Có phải không? Rất sợ cái ông này, nhiều khi ông cướp mất người tình của mình. Cho nên trong lòng người ta là thường sẵn có cái cảnh giác, sẵn có cái xếp mình vào cái dạng phải chiến đấu, là kẻ thù đấy. Cho nên hai người bạn mà trai mà chơi thân một cô bạn gái, rất nhiều khi là hai người bạn này trở thành giận nhau, mất hết tình bạn. Đó, rất là khó. Thế cho nên ở đây tại sao hiền nhân nói là chớ vội tin cái tình nhân của người phụ nữ mà mình quen, mình thân quen. Cẩn thận, wow. Họ chắc không mấy khi họ nghĩ tốt, nghĩ đúng về mình đâu. Không mấy khi họ nghĩ tốt, nghĩ đúng về mình đâu. Đấy. Mặc dù bên ngoài họ vẫn nói mình tốt, nói kia, nhưng thâm tâm của họ không chắc đã nghĩ tốt về mình đâu. Đại chúng hiểu không? Luôn luôn họ đề phòng mình, luôn luôn họ cảnh giác mình, họ sợ mình. Bây giờ ông bảo ông là bạn của người yêu mình, nhưng biết đâu ông đang ngấm ngầm, phải không? Ông đang tán tỉnh, ông đang cưa cẩm người tình của mình, phải không? Cái chuyện đó có lắm. Thế cho nên người ta mới nói là sao, nhiều khi tin bạn thì mất vợ, còn bây giờ tin bạn mất cả người yêu, đúng không? Cái chuyện đó là có xảy ra mà lại. Đó, thưa đại chúng. Thế cho nên chớ vội tin tình nhân của bạn gái mình. Cẩn thận đấy. Thứ ba là kẻ ỷ vào sức của mình. Những kẻ ỷ vào sức mạnh của mình vào, thì những kẻ này có thể lấn lướt, có thể làm bậy. Khi họ không hài lòng với mình, họ có thể sẵn sàng chà đạp mình ngay với sức mạnh của họ. À, họ sẵn sàng chà đạp, hắn sẵn sàng vui dập mình ngay. À, lúc mình tốt thì không sao, nhưng khi phật ý họ, họ có thể chà đạp, vùi dập mình ngay. Họ có sức mạnh mà. Cái những cái kẻ mà chỉ chuyên ỷ vào sức mạnh, họ sẽ dùng sức mạnh để họ hại mình. Nếu khi mà mình không được lòng họ, không hợp với họ, không cùng phe cánh với họ. Đại chúng thấy không? Thứ bốn là kẻ ỷ vào tiền của. Ở thế gian này thì đầy rẫy,
những kẻ nhiều tiền của, họ ỷ vào tiền của, phải không? Để họ có thể đổi trắng thay đen, đâm toạc tờ giấy được, phải không? Nén bạc đâm toạc tờ giấy được. Họ có thể dùng tiền để họ mua chuộc, họ làm được rất nhiều thứ. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. À, với những cái người lắm tiền nhiều của phải hết sức cẩn thận. Những người này rất khi có tiền của rất cần phải giữ cái đạo đức. Nếu không có đạo đức thì những người này cũng có thể trở thành một kẻ rất ác. Thưa đại chúng, họ có tiền của cũng là một thứ sức mạnh. Đại chúng hiểu không nào? Cho nên chơi với những người thế chúng ta phải cẩn thận. Phải biết là người đó thật có đạo đức, thật có lương tâm mới được. Còn nếu không, họ cũng có thể hại mình lúc nào không biết đấy. Thưa đại chúng, chớ vội tin. Thứ năm là chỗ nước chảy rất mạnh. Wow. Chỗ nước chảy mạnh, rất mạnh. Ở biển bây giờ nó có những cái gọi là dòng nước chảy xa bờ, dòng nước ngầm. Vừa rồi có báo chí đăng một loạt các cháu đi tắm biển. Wow. Nhiều đấy, cả người nữa. Cũng bị những cái dòng nước chảy xa bờ này nó cuốn rồi bị đuối nước. À. Cái những cái dòng chảy xa bờ này mình không biết đâu. Trong mặt nước bên trên biển nó vẫn bình yên phẳng lặng, nhưng mà ngầm ở bên dưới và vướng phải cái dòng này nó cuốn ta đi ra rất xa. Không biết cách thì chúng ta đều có thể bị hại hết. Đấy, thế cho nên phải cẩn thận. Wow. Cẩn thận với những cái chỗ nước như thế này. À, những nước chỗ như này. Thứ sáu là chỗ nhà cũ tường siêu. À, nhà cũ tường siêu, chưa biết cái nhà này bao nhiêu năm, tường nó siêu, phải không? Cột kèo nó đã mục mọt rồi, thì cẩn thận khi vào đấy mà ngồi mà chú, hết sức cẩn thận, không biết nó sập lúc nào. Đấy, phải cẩn thận chứ. Cái này thì rất là dễ hiểu thôi, phải không? Chạy vào một cái nhà cũ mà nó ọp ẹp rồi, tường tiếc nó lứt nát hết rồi thì cẩn thận, cẩn thận. Hay nhất là cái nhà người ta đã bỏ không bỏ trống rồi thì càng cẩn thận. Vì chủ nhân người ta khi người ta sợ thì người ta đi rồi. Ừ, mình lại chui vào đấy mà lại cứ yên tâm mà vắt chân lên mà ngủ thì có khi nửa đêm là nó sập xuống, nào chết nào cũng biết. Cho nên cẩn thận khi nhà cũ tường siêu, phải dè chừng, phải cẩn thận. Thứ bảy là hang rồng, hang rắn. Chúng ta đi vào hang rồng, hang rắn, vì rồng rắn thì nó rất khéo ẩn núp, thưa đại chúng. Nó uốn theo hang, nó nằm trong hang, trong những khe kẽ mình không biết được. Vào đấy bất thình lình nó sổ ra, nó sồ ra mình không biết, cắn chết mình. Cho nên đi vào trong hang rồng, hang rắn, những cái hang động á, chúng ta rất cẩn thận. Nhiều người rất là thích đi khám phá vào những cái hang động sâu thẳm, xa lạ. Vào, nhiều khi là thích những cái chỗ mới mà chưa có ai bước chân vào á, mà trong đấy là động của rắn hay động của rồng độc, nó có thể phun ra khí độc mình chết lúc nào không biết. Nó đi vào đó phải hết sức cẩn thận. Vào, phải cẩn thận, phải trang bị, phải dè dặt. Chứ không phải là cứ mà hùng hục mà đi vào là chết. Thứ tám là chỗ quan quân tra xét, cũng phải hết sức cẩn thận. Cái chỗ mà quan quân người ta đang tra xét thì đừng dại mà đi vào. Vớ vẩn rồi cuối cùng mình bị bắt oan. Wow. Bị oan đấy, thưa đại chúng. Người ta đang lùng, đang xét, tự nhiên mình lại chui vào. Trong cái mặt thì là lơ ngơ, láo ngáo này, người ta nghĩ mình là phạm nhân. Họng túm luôn. Đấy, rất nhiều người đã bị oan cái kiểu này rồi đấy. Quan quân tra xét, chớ vội đi vào. Đi vào đấy không bị cái này, nhiều khi cũng bị cái kia. Bị tai, bị tiếng, bắt bớ, oan nhầm là cái chuyện có thể xảy ra. Đấy là do mình không có trí tuệ. Cái đấy không đổ tại cái gì, do mình không có trí tuệ mà gây ra cái chuyện đó. Đấy, cho nên cái chỗ quan quân, người ta đang tra xét, người ta đang truy lùng, người ta đang vây bắt thì phải tránh ra, đừng chui vào chỗ đó. Thứ chín là chỗ của kẻ thù đã thù giận mình. Cái chỗ ở của kẻ nó đã thù giận mình, khi chúng ta đi đến đấy là chúng ta hết sức cẩn thận. Nếu họ biết là chúng ta sẽ đi đến thì càng cẩn thận nữa. Cái chỗ ở của kẻ mà họ thù giận mình ấy, bây giờ họ biết mình đến, nhiều khi ở đó làm sao? Họ có thể để những các cái bẫy cho mình mắc bẫy, hoặc có để nước có thuốc độc để mình vào mình uống và mình không biết nữa. Đó, thưa đại chúng, cái chuyện uống nhầm thuốc ấy rất là nhiều. Có cái câu chuyện, thầy có một cái anh bạn
đi hôm liên hoan với lại bạn bè về say rồi, say rượu rồi. Về nhà khát nước quá, thế là vớ một chai nước, thế là uống. Mà đâu có biết đâu, lúc thì say quá rồi thì uống xong thì nằm đấy thôi, bất tỉnh. À, thế là sáng sau mọi người thấy anh chết rồi. Đưa đi viện thì hóa ra là anh uống nhầm vào chai cồn. Đấy, say quá, cho nên uống nhầm chai cồn. Đấy, thì chai cồn vào thì nó phá hết ruột gan, cho nên lại bị say nữa, không biết gì nữa, chết nữa. Đấy, thưa đại chúng, uống nhầm đấy. Nên chúng ta đi đến cái chỗ mà của cái người thù giận mình họ ở, phải hết sức cẩn thận, xem trước, xem sau, dè dặt từng chút một. À, nhiều khi họ còn để rắc thuốc độc ở đấy. Có những cái bẫy mình vào, mình lọt vào bẫy, hoặc rắn độc, hoặc là nhiều thứ, thưa đại chúng. Quay camera, mình sơ hở cũng chết. Bây giờ gọi là quay camera. Ngày xưa là họ giải thuốc độc. Đấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đại chúng thấy chỗ này có cần cẩn thận dè dặt không? Đi vào hang ổ của địch mà mình không dè dặt thì sao được? Đó. Thứ 10 là chỗ có trùng độc. À, đấy, đến cái chỗ có trùng độc cũng vậy. Ấy chính là 10 chỗ không nên thân cận và tin cậy. Trong kinh có câu: những ai bảo uống rượu không say, những ai bảo đã say không loạn, và vua hậu đãi, đàn bà thương yêu, tất cả những cái ấy rất khó tin cậy. Đấy, hiền nhân mới nói và kết luận này. Những ai mà bảo rằng uống rượu không say, chớ vội tin. Cứ bảo anh ấy uống đi, uống rượu này không say đâu mà. Phải không? Ba say chưa chai đâu mà. Uống đi rồi ba say chưa chai đấy. Đấy, chưa uống đã say rồi. Chả mấy ai có bản lĩnh mà đến nỗi uống rượu cứ uống mà không say đâu. Vâng, thực sự đấy, Thầy thấy gần như không có. Uống nhiều nhất khoát sẽ phải say. Thầy gần chưa thấy mấy ai có thần kinh đến nỗi mà thép đến nỗi mà uống rượu thật nhiều không say đâu. Vâng, có thể nó chưa say gọi là la đà lôn mửa ra, nhưng mà cũng ngà ngà, cũng tây tây, rồi cũng nói năng nó cũng không có phanh rồi đó. Đó, thì đấy là say rồi chứ. Phải không? Chứ làm sao lại bảo uống rượu không say? Thế rồi say rồi không loạn, đã say rồi là sẽ loạn, nói năng rối loạn, hành vi rối loạn, phải đi đường thì gây tai nạn, về nhà thì đấy, đánh vợ chửi con, bất cần chửi cha mắng mẹ cũng từ say mà ra. Em Phật mới cấm chúng ta không được uống rượu, không được nghiện rượu là vậy đấy. Nó làm mất hết thần trí, thưa đại chúng, mất hết thần trí. Thế rồi vua hậu đãi, đàn bà thương yêu đều phải cẩn thận. Vua hậu đãi như lúc nãy Thầy nói, người đàn bà người ta mở miệng, người ta bảo thương yêu mình cũng phải cẩn thận đã, phải không? Nhất là mấy anh chàng mà cao to đẹp trai mà lại tiền của dùng dình ấy, phải không? Mấy cô mà bảo yêu anh thì phải cẩn thận. Nhiều khi là yêu cái túi tiền của anh đấy, yêu cái xe của anh, yêu cái nhà của anh, phải không? Nó như vậy đấy. Nó phải cẩn thận, không biết cái yêu thật hay không. Chúng ta phải cẩn thận lắm. Và cái người mà nó thật lòng yêu, nó thực sự phải có thử thách đấy. Cho nên cái tình yêu bây giờ nó cạn cợt là thế. Nó yêu những cái bên ngoài, nó không có được thử thách, nó rất dễ đổ vỡ. Nó chưa được tôi luyện, nó rất dễ đổ vỡ, thưa đại chúng. Mà nhất là tuổi trẻ bây giờ, wow, chạy theo cái vật chất phù phiếm bên ngoài, nặng quá về cái đó. Đó. Cho nên nó không có cái tình chân thật, nó không có cả, trong tình yêu nó phải có cả tình người, có tình bạn trong đó, tình đồng chí, nhiều thứ tình trong đấy. Nhưng mà nó không có mấy cái thứ tình đấy, nó chỉ có tình tiền thôi. Wow. Thì làm sao mà bền được? Đó. Nó không bền được. Đó. Cho nên nó rất dễ đổ vỡ là như vậy đấy. Thế đấy, thì kính thưa đại chúng, hiền nhân đã dạy cho vua Lâm Đạt những cái điều như thế để chúng ta biết nhìn người xem mặt, xem lòng. Biết những sự việc như vậy để chúng ta đặt niềm tin hay không. Đó.
Đấy. Và chúng ta phải hết sức cẩn trọng, hết sức cẩn trọng. Đó. Làm sao để mà khi chúng ta đặt niềm tin nó không bị sai, không bị sai nhầm. Đấy. Đây là cái điều trong ứng xử ở cuộc đời này. Chúng ta ở đời này là trong cái mối quan hệ giữa người với người, trong xã hội này, xã hội là người với người. Làm sao chúng ta xây dựng được những cái mối quan hệ tốt đẹp, chân thật, chân thành, tin tưởng với nhau thì rất tốt đẹp. Mà đại chúng thấy không? Đều là quan hệ hết đấy. Vợ chồng cũng là quan hệ, cha con cũng là quan hệ, anh em cũng là quan hệ, bạn bè cũng là quan hệ, đồng nghiệp cũng là quan hệ. Phải không? Tất tất là quan hệ. Thế những cái quan hệ này mà hiểu được nhau, tin tưởng được nhau thì nó vững bền và nó tốt đẹp. Và Thầy nghĩ đấy là một xã hội lý tưởng đấy. Xã hội của người người hiểu nhau, tin nhau. Phải không? Xã hội tốt đẹp lắm, hạnh phúc lắm. Còn bây giờ người với người không tin nhau được thì đâu có hạnh phúc đâu. Nghi kỵ nhau thế này đâu có hạnh phúc, thưa đại chúng. Trong nhà vợ chồng nghi kỵ nhau vì không có cơ sở niềm tin. À, tình bạn cũng thế, gọi là chỉ biết chơi với nhau thế thôi. À, đó cho nên ấy, tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải giữ giới. À, phải giữ giới, trong đó có cái giới không được gian dối, không được nói dối. À, để xây dựng lòng tin đấy, thưa đại chúng. À, xây dựng lòng tin với nhau. Và Đạo Phật như vậy mới đem lại cái hạnh phúc thật sự cho con người. Ở đây Thầy nói là hạnh phúc thế gian đấy, hạnh phúc tương đối đấy. Nhưng mà cũng phải có căn bản dựa trên cái này. Ừ. Thế và muốn thế chúng ta phải giữ giới, phải tu học có trí tuệ. Tất nhiên, xã hội của phàm nhân không thể đòi hỏi mọi người tốt đẹp được đâu. Thế cho nên hiền nhân mới phải dạy cho vua Lâm Đạt cái này. Nhất là ông làm vua, ông phải có thật nhiều cái kinh nghiệm, phải có con mắt tinh đời để mà nhìn nhận, đánh giá người, đánh giá việc, và ông mới sắp người, sắp việc cho đúng được. Phải không? Dùng người mà sai là hỏng việc, vì con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi mà. Dùng người sai là thất bại. Đấy, thế cho nên hiền nhân dạy cho vua Lâm Đạt, trước khi hiền nhân ra đi, dạy cho Lâm Đạt những cái điều rất là cốt yếu trong cái thuật nhìn người, dùng người, nhất là một ông vua. Và cho nên tại sao chúng đòi hỏi vua phải là minh quân, trị vì đất nước thì mới tốt đẹp được. Còn vua mà là hôn quân, bạo chúa vào thì làm sao đất nước ấy tốt đẹp được cơ chứ. Thế vậy nên qua bài kinh này, chúng ta thấy để hiểu được lòng người, để tin được ai, để tin được một sự việc nào, quả thật là không phải dễ. Wow. Chúng ta rất cần phải có một cái óc thẩm định, quan sát, wow, rồi có sự thử thách, có thời gian để chúng ta có thể hiểu được người ta và mới có thể tin được người ta. Chính Đức Phật của chúng ta cũng đã dạy chúng ta chớ vội tin, wow, chớ vội tin. Trong cái bài kinh gọi là bài kinh Kalama đấy. Chớ vội tin cái gì? Chớ vội tin cái đó dù là truyền thống lâu đời để lại cũng chớ vội tin. Cứ nghĩ là truyền thống thế là đúng là tốt, hay là một tập tục, một thói quen cũng chớ vội tin. Hay dù là người đó là người có uy tín nói, hay dẫu là kể cả kinh điển á, chớ vội. Hay dù là số đông người ta đi theo, người có uy quyền, có địa vị trong xã hội nói đi chăng nữa, thì Đức Phật dạy cũng phải thẩm định, cũng phải xem xét rất kỹ, chớ vội tin. Cái câu nói này là một câu nói rất nổi tiếng của Đức Phật. Không có một giáo chủ nào mà nói câu này đâu. Mà hầu hết các giáo chủ, các tôn giáo khác dạy người ta một cái là phải tin ngay, không tin là không được, không tin là sẽ bị cái này, bị cái kia. Đức Phật không, mà chớ vội tin. Cái điều nào cũng thế, phải thẩm định, phải xem xét, rồi phải nhìn vào bậc có trí ở trong đời. Những bậc có trí trong đời họ đánh giá thế nào? Rồi chúng ta có nhiều khi còn phải trải nghiệm, phải thử nghiệm để xem cái sự việc ấy có dẫn mình đến điều tốt đẹp hay không nữa.
có lợi ích cho mình, cho người không, mới tin, mới theo. Chứ không phải cứ nghe một cái đã tin theo. Thầy cũng nói giống như bây giờ, ngày xưa người ta nói là muốn có trí tuệ thì phải đọc báo, nghe đài. Còn bây giờ muốn đọc báo, muốn xem mạng, muốn nghe đài, phải có trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng, nó khác nhau đấy, chứ không phải không đâu. Nhá. Thế thì đây là bài học rất quý cho chúng ta trong cái xã hội hiện đại bây giờ. Khi mà kỹ thuật truyền thông rất là phát triển, các kênh thông tin thì đa dạng, cái lượng thông tin thì tràn ngập. Thật thì thật, giả lẫn lộn, đen trắng lẫn lộn, khó phân. Thế thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước tất cả những cái thông tin bây giờ. Chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân, chúng ta bị lợi dụng hình ảnh, bị cắt ghép thông tin, rồi sửa chữa câu từ vân vân để làm cho mọi người hiểu nhầm nhau, tin sai nhau, làm rối loạn xã hội đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên thực sự thì thầy nghĩ bây giờ cái ngành thông tin truyền thông rất là quan trọng, rất cần thiết phải xử lý những các cái thông tin nhiễu loạn gây rối, vì bây giờ họ lợi dụng cái tự do này, họ có thể làm rất nhiều điều nguy hại đến xã hội, thưa đại chúng, làm mất lòng tin của mọi người đó. Thế thì là một người Phật tử nha, tất cả chúng ta đây là những người Phật tử thì chúng ta phải tinh tấn phát nguyện giữ gìn năm giới, đặc biệt là cái giới không nói dối. Chúng ta phải nguyện làm sao cho trong sạch xã hội đi. Chúng ta nguyện chúng ta là những gì? Là những cái viên mà hay gọi là giống như là viên gì cho vào nước ấy nhỉ? Để thả cho nước nó trong đó. Gọi là hàn the đấy. Hay là phèn chua đó. Chúng ta phải là những cái viên như thế. Nước đục, nước bẩn thì mỗi người Phật tử là một viên hàn the, viên phèn chua thả vào trong nước để nó lắng trong cái nước ấy đi. Cái xã hội chúng ta hiện nay đang bị ô nhiễm, vẩn đục vì những cái thông tin bẩn thỉu, sai trái, làm ô nhiễm rất nhiều. Mỗi Phật tử chúng ta nguyện giữ năm giới, đặc biệt là giới không nói dối, để chúng ta làm một viên thuốc khử bẩn cho cái bầu nước này, cho nó trong sạch, thưa đại chúng. Và chúng ta sống như vậy, không nói dối, gông không vu khống đặt điều ác hại nhau, một xã hội thật là lành mạnh, tràn đầy yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Có như vậy thì đất nước chúng ta mới bình an, phát triển và hạnh phúc. Có phải không, Phật tử? Đó. Thầy xin chúc đại chúng luôn luôn có mắt trí tuệ trong sáng, biết phân biệt đúng sai phải trái, hiểu được sự thật, đặt niềm tin đúng, tinh tấn tu hành, đạt được thật nhiều lợi ích từ chính pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa đại chúng, hôm nay thầy biết quý Phật tử về chùa tu học rất là đông. Có lẽ cũng một phần vì mấy hôm rồi đại chúng có theo dõi báo chí truyền thông nói về chùa Ba Vàng, có đúng không? Đó. Và xôn xao trên mạng xã hội mấy ngày hôm rồi. Vậy thì vấn đề thực sự của nó là gì, thưa đại chúng? Rất nhiều Phật tử, nhiều bà con nhân dân, những người quan tâm đến chùa Ba Vàng chưa hiểu rõ sự việc ra làm sao, đã viết thư gửi câu hỏi về chùa, mong được Thầy giải thích. Vậy cho nên nhân buổi giảng pháp hôm nay có đông đảo Phật tử và nhân dân về tham dự, Thầy xin được chia sẻ, nói rõ vấn đề này, mong được mọi người hiểu đúng sự thật của vấn đề để chúng ta không có dao động. Để xin đại chúng cùng lắng nghe cái câu chuyện mấy hôm nay trên báo chí, mạng truyền thông mà xôn xao về chùa Ba Vàng. Thì kính thưa đại chúng, ngày 21 tháng 7 năm 2023, cách đây có mấy ngày thôi, thì Bộ Tài chính có một cái báo cáo số 119 BC-BTC kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Và trong cái báo cáo này tại trang số 3 có nội dung ghi như sau. Thầy xin đọc lại nguyên văn trích cái phần này. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo mở ngoặc đơn, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh được đánh giá có số thu công đức tốt. Đấy là nguyên văn cái lời thầy trích báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ ở trang số 3. Thầy đọc lại cái lời văn nó như này. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo mở ngoặc, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh được đánh giá có số thu công đức tốt. Và kính thưa đại chúng, cụm từ di tích và cụm từ không có số liệu báo cáo được nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính sử dụng ở đây là chính xác và khách quan. Thầy khẳng định báo cáo của Bộ Tài chính nói là di tích và không có số liệu báo cáo là rất là khách quan và chính xác. Thế nhưng mà ngay sau đó thì một số các tờ báo đã giật tít thay đổi ngôn từ thành như sau. Từ chỗ báo cáo của Bộ Tài chính nói rằng 50 di tích thì bây giờ họ đổi thành 50 chùa. Từ chỗ không có số liệu báo cáo thì họ viết thành không báo cáo. Và đặc biệt là gắn thêm cái nhãn chùa Ba Vàng vào. Cụm từ trên 50 chùa không báo cáo và cụm từ chùa Ba Vàng không báo cáo được nêu lên nhiều lần ở trên các cái mặt báo này. Đấy thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, là người Việt Nam chúng ta, ai thì cũng rất là dễ hiểu về ngữ nghĩa của mấy cái cụm từ này nó quá khác nhau. Trước hết thầy phân tích cái từ di tích và chùa là khác nhau. Di tích nó rộng hơn. Trong di tích, ngoài chùa ra, nó còn có gì? Còn có nhà thờ, thánh đường, thánh thất, nhà nguyện, lăng tẩm miếu mạo, cho đến nhà thờ họ, vân vân, rất nhiều. Đấy đều gọi là di tích cả. Đấy. Thế nhưng mà những báo này, những cái tờ báo này, họ đã biến cái cụm từ di tích ở trong báo cáo của Bộ Tài chính trở thành chỉ còn chùa mà thôi. Đấy, thưa đại chúng, biến cái chữ di tích thành chùa thì chúng ta thấy. Thứ nữa, và khi họ mà đổi cái biến từ di tích thành chùa như vậy thì thầy hỏi rằng họ có ý đồ gì đây? Và 50 ngôi chùa trong một tỉnh mà có đến 50 ngôi chùa cùng không báo cáo thì đó không phải là số nhỏ đâu. Và cái việc này nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa đại chúng. Và họ viết như vậy, có phải chăng là họ chính những ngòi bút này đang gây chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết tôn giáo hay không? Đấy, cho nên thầy đề nghị nhà nước, các cơ quan chức năng cần phải xem lại những ngòi bút này, xem họ có thuộc cái thế lực thù địch phản động nào không mà lại viết như vậy. Thưa đại chúng, biến di tích thành chùa. Và như vậy là quy kết cho tất cả các cái chùa này. Và 50 ngôi chùa thì không phải là ít, thưa đại chúng, rất là nhiều, đều không báo cáo cả. Đấy. Thứ hai, phải nói thế này, các cụ ngày xưa nói sao? Bút xa thì gà chết, phải không? Ở đây thầy nghĩ cái bút xa này không phải là gà chết, mà có thể người cũng chết. Một đoàn thể cũng có thể chết, một hội đoàn cũng có thể chết dưới những cái ngòi bút viết cái kiểu như thế này, thưa đại chúng. Rất là tệ, phải không? Cái cụm từ thứ hai trong báo cáo của Bộ Tài chính viết thế này là không có số liệu báo cáo. 50 di tích không có số liệu báo cáo. Thì họ lại giật tít thành là không báo cáo. Đại chúng rõ chỗ này không? Không có số liệu báo cáo, nó khác hoàn toàn với không báo cáo. Đó, không có số liệu báo cáo có thể là do gì? Là do người ta chưa kịp làm báo cáo.
làm chưa kịp, hoặc là không có đoàn nào đến làm việc cả, hoặc là không có yêu cầu người ta phải viết báo cáo, cho nên không có số liệu thôi. Nhưng mà còn không báo cáo, cái cụm từ không báo cáo nó cực kỳ nặng nề. Không báo cáo có nghĩa là gì? Có nghĩa là chống đối, phản đối, không chấp hành, không hợp tác. Đại chúng thấy không? Khác nhau hoàn toàn. Đấy, là phản kháng đấy, là chống đối, gọi là không báo cáo. Tức là có đoàn đến làm việc mà anh không báo cáo, anh chống đối lại cái yêu cầu của đoàn, anh phản kháng, anh bất hợp tác. Hai cái ý nghĩa này khác nhau hoàn toàn. Cái nghĩa của cái cụm từ không báo cáo nó rất là nặng. Văn bản của Bộ Tài chính nói rằng 50 cơ sở di tích này không có số liệu báo cáo. Thì các bài báo này giật tít thành là 50 cái chùa không báo cáo. Và nhiều báo chỉ giật tít nguyên chữ là chùa Ba Vàng không báo cáo. Đấy, đại chúng thấy rất là tệ đến như vậy. Rất là tệ. Thế thì ở đây Thầy Thái Minh xin chia sẻ với đại chúng tại sao mà Bộ Tài chính lại không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng, và có lẽ của các di tích kia cũng thế. Và việc này Thầy đã cho thông cáo ở trên trang thông tin của chùa, các trang thông tin của chùa rồi. Thì lý do của nó là như thế này, mà Bộ Tài chính không có số liệu báo cáo. Thứ nhất là không có một đoàn nào, không một phái đoàn kiểm tra nào đến chùa làm việc và trực tiếp kiểm tra tiền thu chi công đức của chùa mình cả. Không có một đoàn nào. Thứ hai là chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ một văn bản nào yêu cầu nhà chùa mình nộp báo cáo về tiền công đức cả. Thế còn 50 ngôi chùa kia, theo như các chùa, các báo họ nói là 50 ngôi chùa kia, thì Thầy cũng đã có hỏi thăm, tất nhiên không hết. Và thì những cái chùa Thầy hỏi thăm thì họ cũng đều nói là không có đoàn nào kiểm tra, không có ai bắt báo cáo cả, giống như chùa mình. Đấy, thì thưa đại chúng, như vậy là Bộ Tài chính không có số liệu báo cáo là do cái điều đó, chứ không phải các chùa không hợp tác, không báo cáo như báo chí giật tít. Đại chúng rõ chỗ này không? Và kính thưa đại chúng, thì đến ngày hôm qua 24 tháng 7 năm 2023, thì cán bộ của thành phố Uông Bí, Ủy ban dân thành phố Uông Bí mới đến chùa Ba Vàng và trực tiếp giao công văn của ngày hôm qua, ghi ngày hôm qua về cái việc báo cáo tiền công đức. Và đây cũng là lần đầu tiên chùa mình nhận được cái công văn đề nghị làm báo cáo này. Đây là lần đầu tiên. Đó. Thế thì chúng ta mới thấy rằng cái việc báo chí, một số báo chí, ở đây Thầy không nói tất cả trong làng báo, một số thôi, không phải là tất cả nhé, vẫn rất còn rất nhiều các báo rất là tốt đẹp. Nhưng đây một số báo chí, họ giật tít câu view như thế này, họ đưa thông tin về Bộ Tài chính và đồng thời họ giật tít như thế này, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng như thế nào? Thì trước hết Thầy xin nói là có ba cái đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp của cái sự kiện báo chí này. Có ba đối tượng ảnh hưởng trực tiếp. Thứ nhất là chùa Ba Vàng chúng ta. Chùa Ba Vàng bị công chúng hiểu lầm. Hiểu lầm là gì? Là cố ý chống đối pháp luật, chống đối chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, che giấu không minh bạch tiền công đức. Do họ nói là chùa Ba Vàng không báo cáo, 50 ngôi chùa kia cũng không báo cáo. Đây là Thầy nói riêng chùa Ba Vàng đó. Đấy. Đấy là đối tượng thứ nhất là chùa chúng ta bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Thứ hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng, vì họ nêu là 50 ngôi chùa. Trong bộ báo cáo của Bộ Tài chính ghi là di tích thì họ biến thành chùa hết. Mà di tích thì đáng nhẽ là có cả đình, đền, nhà thờ, nhà nguyện, vân vân rất nhiều. Ở đây họ nói là 50 ngôi chùa. Thế thì đại chúng, 50 ngôi chùa thì có phải là ảnh hưởng đến giáo hội không? Như vậy là ý họ muốn nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng lại chống đối pháp luật, chống đối chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, rồi cũng che giấu tiền công đức không minh bạch. Đấy. Và cái đối tượng thứ ba là chính Bộ Tài chính cũng bị ảnh hưởng. Do những cái tờ báo này họ viết như vậy là họ đưa tin một cách xuyên tạc sai sự thật.
báo cáo của Bộ Tài chính, câu chữ viết một đằng thì họ đưa thành một nẻo. Đại chúng hiểu không? Đưa thành một nẻo. Đó. Thế cho nên ấy, là họ làm thế này là họ xuyên tạc sự thật. Phải nói là một số các cái nhà báo này, ngoài bút này đúng là không biết sợ là cái gì thật ấy. Dám xuyên tạc sai sự thật văn bản của nhà nước luôn. Văn bản của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ. Đó. Mà họ còn dám viết sai luôn. Thế thì đại chúng thấy thế nào? Và như vậy thì nhiều khi á, mình nói kể cả đường lối chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, họ có thể cũng viết sai. Ai biết được? Đó. Đấy là ba đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, thưa đại chúng. Nha. Ngoài ra còn những đối tượng khác nữa, thầy xin phân tích tiếp. Đối tượng thứ tư, các Phật tử biết là ai không? Đó chính là uy tín của báo chí cách mạng. Vào nền báo chí Việt Nam chúng ta gọi là báo chí cách mạng. Báo chí cách mạng rất là trong sáng, rất là tích cực. Thế nếu mà nhiều nhà báo, nhiều tờ báo viết cái kiểu giật tít câu view như thế này, thì liệu dân chúng ta còn có tin được báo chí nữa hay không? Cái truyền thống tốt đẹp gần 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam có còn nữa hay không? Với những cái ngòi bút, với những cái nhà báo như thế này. Ở đây Thầy không dám nói đến tất cả các nhà báo. Còn rất nhiều những nhà báo có lương tâm, có trách nhiệm với nghề nghiệp. Nhưng mà những ngòi bút này, ngay cả văn bản của nhà nước như thế này, mà họ cũng dám làm sai đi, xuyên tạc sự thật đi. Đó, từ chỗ không có số liệu báo cáo, họ giật thành không báo cáo. Từ chỗ di tích, họ giật thành chùa. Để đại chúng thấy họ có cái ý đồ gì đây. Rất cần phải xem lại những cái ngòi bút này, xem có bị, có thuộc thế lực thù địch nào không đấy. Thầy nói thật đó. Và kính thưa đại chúng, nguy hại hơn, một cái đối tượng rộng lớn hơn nữa, bị thao túng và bị định hướng sai sự việc, Thầy cũng có thể coi là nạn nhân thứ năm đấy của cái sự kiện truyền thông này. Đó chính là ai? Đó chính là nhân dân chúng ta. Người dân có quyền được thông tin một cách trung thực, khách quan, chứ không phải là những cái thông tin giật gân, câu khách, rác rưởi, độc hại như thế này. Đại chúng có thấy vừa rồi trên mạng xã hội, ở đây Thầy nói mạng xã hội, trong đó có một số báo đưa những cái tin rất là tệ, giật gân, mang tính chất câu view, giật tít, và nó có nhiều cái thông tin rất rác rưởi. Nhà Phật chúng ta có dạy là sao? Vào phải biết ẩn ác dương thiện. Mà những người cầm ngòi bút phải biết nêu cao những tấm gương tốt đẹp. Và những cái gì xấu thì ta ẩn nó đi. Trên mặt báo, trên mặt truyền thông lúc nào cũng toàn là những cái điều tệ hại. Những cái điều thế này làm sao xã hội tốt đẹp được? Nhìn vào cái xã hội người ta thấy toàn một màu đen xì thế này. Thì làm sao tốt đẹp được? Đó, Phật dạy phải biết ẩn ác dương thiện. Chúng ta phải như vậy, nêu gương người tốt việc tốt. Trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất nhiều các chùa đồng hành với dân tộc làm những việc tốt cho xã hội, rất nhiều ủng hộ an sinh xã hội. Chư Tăng thì nhiều khi cởi áo cà sa khoác chiến bào. Trong đợt chống dịch Covid mấy năm vừa qua, rất nhiều chư Tăng, chư Ni vào bệnh viện, vào những chiến tuyến phòng chống dịch Covid rất nguy hiểm, mà hầu hết là Tăng Ni vào đấy rất là nhiều. Vì các thầy nghĩ là đi tu rồi thì sẵn sàng thôi, đối diện kể cả với cái chết không sợ. Những cái sự hy sinh như vậy thì báo chí không nêu lên, không viết. Rất nhiều báo chí không viết. Nhưng mà cứ đợi sơ hở một chút, một cái tôn giáo mà gắn bó hàng mấy nghìn năm lịch sử với dân tộc, đồng hành với dân tộc, văn hóa Phật giáo ăn sâu vào máu, vào tủy của người dân Việt Nam. Và Thầy vẫn nói rằng đã là con dân Việt Nam thì ai ai cũng có dòng máu Phật hết ấy. Vì thời Lý, thời Trần, đạo Phật là quốc đạo, thì tiên tổ chúng ta đều theo Phật hết. Dù là họ gì, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lý, họ Lê gì đều theo Phật hết. Thế thì con cháu bây giờ dù theo đạo gì thì vẫn có dòng máu Phật ở trong đó. Thế mà bây giờ chúng ta lại chà đạp lên được cái dạo. Họ nói như thế này tức là họ bêu xấu các chùa, bêu xấu giáo hội. 50 ngôi chùa không báo cáo, tức là chống lại cái pháp luật, chống lại cái chỉ thị của Thủ tướng. Cái này rất là tệ, cho nên Thầy nói phải xem lại. Đây gọi là
làm cho người dân vào mất đi cái lòng tin đối với báo chí. Đấy. Thế và cuối cùng cũng thưa với đại chúng, Thầy nói là Thầy đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông nên kịp thời chấn chỉnh những cái hiện tượng báo chí như thế này. Nó ảnh hưởng đến nền pháp chế, làm giảm đi cái sự uy nghiêm của pháp luật. Thế và bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị lợi dụng cái quyền tự do dân chủ, tức là cái quyền về thông tin, xâm phạm và lợi ích hợp pháp của người khác. Đại chúng hiểu không nào? Chúng ta rất dễ trở thành nạn nhân của những ngòi bút như thế này. Đó, rất nhiều người đã bị như này rồi đấy. Cho nên Thầy nói là những ngòi bút này có thể giết người, giết cả một tập thể, cả một hội đoàn là chuyện bình thường. Thế thì qua những cái điều mà Thầy chia sẻ hôm nay, vì rất đông Phật tử về đây mong muốn khao khát biết sự thật của cái sự kiện mấy ngày hôm qua, Thầy rất mong các Phật tử, bà con nhân dân hiểu đúng sự thật, không dao động nha, vững lòng tin được đảm bảo, nhưng và vững lòng tin vào những đường lối chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước. Chúng ta cùng nhau nguyện tu tập tinh tấn, giữ giới của Phật, đặc biệt là giới không nói dối, để xây dựng một xã hội, xây dựng một đất nước giàu mạnh, tràn đầy niềm tin và tình người.